đây, hai con quỷ diệt các bạn. Máy một con đằng trước là 60, nửa 60 nửa 70, con sau 70 binh. Nó đang chạy trước sau. Được chưa? Bán nắng các bạn ơi. Này ghê không? Tốc độ này ghê lắm nha. Con này mới ghê nè anh em. Bao anh em ơi. Cái này quý gì tốc độ á. Đây con sao 70. 70 này chạy cũng được mà không nhanh bằng con kia thôi. Rồi hết bao chú bộ chạy đi xe bi nè. Đưa lộn bên này. Con này chạy là bao ngon, bao nhanh. Quá dữ không? Đó, ghê giờ nào thấy không? Chạy ốc nổi chưa? Con này mình gặp nó chạy ở xa xa kìa. Anh em nhìn nó như là một 93 không có tuổi nào lúc này luôn á. Ba là chưa có tuổi với đủ chơi với em này đâu. Lúc độ nha. Rồi, em này 70 này cũng binh dữ lắm. Nhưng mà con này vậy cũng nhanh nhưng mà không loại con kia anh em ơi. Đó. Nhanh cũng nhanh, nhanh thì có nhanh nhưng mà không loại con kia. Con kia giờ nó bỏ xa lắm rồi. Thấy không? Hai chiếc máy kéo thì đang đậu đợi lấy lượt luôn. Quá chạy còn trước quá chạy anh em. Cái gì thiệt chứ. Rồi, tới đầu quay khui như đạn luôn. Máy mình dâm này nó điện thoại dâm xa nó là anh em cảm cho mình ha. Nắng quá nắng. Cái này 3 giờ ngoài anh em ơi. Gần rồi, rồi con này hai máy này cũng xong rồi, nghỉ quay hết quay được rồi đó. Con này là chạy rồi binh là ghê lắm. Động cơ 70. Hàm 70, hộp số 60, bơm 60, dàn chân 60. Hùng thì hùng 60 với hùng 70 nó cũng bị gan anh em. Không khác gì đâu, gần bọng cũng hết. Còn nghe đường ra nữa, ăn đường hai đường nó là xong phim. Nó kéo đang đợi lấy xong cái một của nó. Quỷ gì không? Con này chạy là khỏi chơi anh em, khỏi chơi luôn. Nói gì nói về tốc độ. 93 không vé tuổi gì với em này đâu. Hàm hiện tại con này nhỏ hơn thôi. Con này nó gắn động cơ 70 nhưng mà nhờ 60 nhẹ mình anh em ơi. Quá chạy. Bánh chính với đấu mua ly. Rồi. Hiểu gì không? Đó, đã chưa? Quá quỷ diệt chứ. Đây, ở đây nè, nó như rừng tràm vậy anh em. Nè, thấy không? Cẳng cây tràm rồi. Đó. Rừng tràm. Cái này giống như rừng tràm trà sư á. Nên nó gian chắc biết ha. Rồi, còn một đầu vô cái nữa nè. Quá trời đã luôn, này chạy ghiền chết luôn. Có anh mình có cái ông bạn mình
anh đi coi clip mình, anh phân bì cái máy nào ở bên nhà anh, máy đó chị ghê lắm, mình có dịp mình sẽ qua quay cho các bạn coi. Máy của anh bạn mình không biết sao mà anh bạn nói máy đó chị dữ lắm nha, anh ở Đồng Tháp á, máy 69 à, bạn mình là có máy 69 dữ lắm. Nào anh em nó chạy rồi, tốc độ bằng thờ anh em ơi, ghê vậy, kinh chưa, phải nói tiếng kinh với con máy này. Máy kéo đang đậu đợi lấy cái mật rồi luôn kìa, một hai đường nữa là xong rồi. Quá dữ, con này xích nó xài dàn chân 60, dắt xích xích 4 tấc, 4 tấc rưỡi quá anh em, tại nó lên gì chắc chạy 4 tấc rưỡi, 47 bị gai. Bây giờ xích nó muốn 4 tấc giờ cũng hết rồi, và nghĩa địa hết rồi, còn mới không, giờ nghĩa địa cũng muốn hết rồi. Đó, quay đầu anh em coi là bao ngon bao giọt luôn đó, ghê không. Con máy này chắc mua ngoài lỗ tẻ ba chỗ gã đồng món gì sao qua cua nó hơi ra khối anh em ơi. Rồi con kia đi vô rồi, còn đã bỏ anh nó lại sử cù nè, hai kéo đang đợi lấy cái một luôn. Cái gì con này, chiều anh em mà chưa ăn cơm sáng giờ đi quay luôn, quay cho anh em coi quên ăn cơm luôn à, ốc nổi không, con này chạy tiếng hồ chắc chơi 10 công luôn anh em ơi, quá trời tốc độ của con này rồi. Quay cua như đạn cho anh em, nó quay cua là ra khối cục cục á, yeah. Ẩn ăn không, còn ve lại lấy cái cho xong luôn quá anh em ơi, rõ vàng chưa. Quá trời hai con này chạy, con này như mình mới quay lần đầu mình cũng chưa có biết gì hết trơn á, từ từ mình sẽ kiếm mình săn mấy con này quay cho anh em coi ha. Cộng này chợ núi voi thì Tịnh Biên, chắc này Tịnh Biên An Giang. Xong rồi đó anh em ơi, ôi con kia đi chạy ra, chạy cho qua đâu bên kia nữa, chứ là còn cắt nữa, cắt đâu bên kia anh em ơi. Còn cắt đâu bên kia nữa, ở đây thì xong rồi. Chỉ việc chưa? Rồi mới kéo hai con. Cá bao. Rồi chạy qua đây nè anh em. Đó. Chung dưới con đó hai là chị chung. Chào bộ. Rồi chào các bạn nha. Này cảnh ba chiếc nè. Đó. Rồi, ba mấy hai mấy cái hai mấy kéo mấy cắt mấy kéo kì đi các chỗ khác rồi.